Cái điều quan trọng là làm sao mình thường xuyên liệt kê những cái này những cái gì 20 cái 20 hoặc hơn chúng ta để sẵn. À, với cái cách mà làm nhanh hơn là các chị có nhiều khách hàng, mình có thể làm trên Excel á, là mình sẽ đánh dấu cái mức độ mà tiềm năng theo số, để khi nào cần mình chọn cho mình coi người nào mà là tiềm năng nhất mình làm cho nó đẹp. Tại vì sao, có những người lúc này chưa là tiềm năng so với người khác, nhưng mà biết đâu ngày mai họ trúng số, thấy không, hoặc là họ trúng mắt một cái gì đó thì nó lại tiềm năng hơn cái người kia đâu, thì mình có ưu tiên tiếp cận người tiềm năng hơn để hàng như vậy. À, lúc nào cũng vậy nha, chứ không phải lúc nào nó cũng cố định là cứ 1, 2, 4, 5, 6, 7 thì của bạn mình nha, mà mình sẽ luôn luôn dịch chuyển theo cái thực tế cuộc sống của mình nha.